Lời nói đầu tiên trở lại với màn ảnh nhỏ miền Tây sông nước, Vũ Điệp xin gửi lời chào đến các cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Vũ Điệp mời cô chú và anh chị và các bạn cùng trải nghiệm trên sông nước thả lưới cá lồng tông chung với Điệp nha. Giờ bắt đầu Điệp lại Điệp thả nha cô chú anh chị và các bạn ơi. Giờ Điệp lại Điệp thả nha cô chú anh chị và các bạn ơi. Đây đi cái ghe nhỏ quá nó lắc. Nước cho lưới nó mau chìm. Lưới cá lồng tông nha cô chú và anh chị, lỗ lưới 1,5 ft, chị ba đặt lưới này ở ngoài quế gửi vô là tự mình bắt mình lập nhà. Gần trong mé lên phao là lên cho nó cao cao mà nó dính gốc à lặn à. Đuổi cá lồng tông cho trong mé nó chạy ra. Dạng nằm ở ngoài kia là đầu phao này đầu phao trắng. Anh thả lớn. Vũ Điệp quay lóc. Vũ Điệp quay lóc. Cảm ơn em trai nha. Em trai hỏi cái kênh cho xin cái kênh để lại tới đằng kia rồi mình quay cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Điệp bơi Điệp, Điệp cuốn cô chú anh chị ơi. Ây da Điệp đi qua nó trúng cái điện đội. Vô quá quá trời gió rồi. Điệp bơi lại Điệp cuốn cô chú anh chị ơi. Quá gió rồi nha cô chú anh chị nha các bạn. Thì làm gớt cây 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 dầm rồi, lụm cái tàu vừa chặt luôn nè cô chú anh chị.
cá này nha cô chú và anh chị. Cá này đâu? Vũ Điệp lóc. Con có vô không? Có coi không? Dạ. Bây giờ nó tắt. Cái của trời luôn rồi. Quá trời cá nè cô chú chị ơi nè. Trắng hết trơn rồi nè. Là cá nè. Gác qua quá gác. Cá nhóc đây nè cô chú chị ơi. Cô chú anh chị và các bạn có thương cuộc sống của Điệp lên lên xong thì hãy nhớ cho Điệp một like và đăng ký kênh nha. Điệp thành thật cảm ơn cô chú anh chị rất rất nhiều. Rác không à, để Điệp móc đi ra ngoài cô chú anh chị ơi. Vô miếng lá luôn. Ôi ôi cá này cô chú chị ơi nè. Rồi hết rồi. Có dùng sắt là hết rồi cô chú anh chị ơi. Hết lưới rồi. Dạo mấy được mấy kg à. Thế nè, đẹp nghiêng cho cô chú anh chị ơi nè coi nè. Cá nè. Hay lưới cho nó đặt cho đây. Nặng nặng à, còn cái cá nặng nó hay là lưới nặng. Vừa cá vừa lưới nha cô chú anh chị. Ôi, vô có miếng thịt heo luôn. Ghê quá. Chắc nước ra bớt. Chắc là nó có nước nó nặng gì. Im. Im rồi. Quá đã cô chú anh chị ơi. Mấy giờ tới nhà nha cô chú anh chị ơi. Giờ gia đình đang vũ cá. Gia đình đang vũ cá. Nó có chân ở trong này nè. Giờ nó văng ra ra ngoài này nè quá trời luôn nè cô chú nè, anh chị và các bạn ơi. Cá lồng tông nha. Giờ tới Điệp đi thả lưới cá mè dinh cô chú anh chị và các bạn ơi. Nếu cô chú anh chị và các bạn có thấy video hay thì hãy nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi những trận video tiếp theo của Điệp nha, săn bắt hàng ngày trong cuộc sống nha cô chú và anh chị và các bạn. Điệp cũng xin bye bye và hẹn cô chú và anh chị và các bạn clip tiếp theo. Điệp cũng luôn chúc cho cô chú và anh chị và các bạn có sức khỏe dồi dào nha.